thêm vị một xíu này. Sáng ra giờ thì em ăn này không chịu cũng nổi. Trời ơi, chị nàng giống khóc nữa. Sát sát ở đây chị trẻ đó mày, nằm hẳn nhìn hẳn ở đó mày, mụn này mụn của em cái nang nó bự bự không à. Thuốc còn uống không em? Hết. Hết hết mấy bữa này. Mới hôm qua gì? Bây giờ em có tìm cái kênh YouTube của chị em xem video mụn của em không? Chị khỏi lo, má em coi. Má em coi hả? Cái này chị hỏi em có coi không á? Không, em không coi. Mới lạnh cho giảm thương tí, chị cũng nghe nóng quá. Bấm cái chữ cơm pho cho nó bỏ đi.
Nó gom được như đây mọi. Hãy cho kênh nhiều phải sò hết cỡ bên hai mũi không? Rồi lên chỉ cho. Nó đưa nhìn này. Bắt cái fan lên xuống. Rồi. Mắt con có mụn luôn. Mụn không chừa chỗ nào cả.
Gì vậy? Đang bấm nút power thử đi. Đúng rồi. Cứ để đi. Nó uống nhiều nước nha. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây vô. Nhớ được, uống sữa nha. Ít uống sữa lại nha. Có uống sữa không? Ừ, không uống luôn. Ừ. Có ăn mấy cái đồ nóng thôi. Bữa con có đi Nhật à? Có chứ. Yes. Mặt con đỏ quét. Anh nói gì mình muốn để gì
trước mụn như vậy, bây giờ mụn nó rải rác, phải soi nó mới thấy.
có ớt à. Có cục này bị lâu chưa? Mới gì? Mới à? Thế là có cái cục trong tay nè. Cục trong tay này của em á. Hử? Biết mà. Mà thường nó sẽ tự hết hay sao? Đi xem đi. Không là sao em có một nữa. Cục tay của em lên được bao lâu? Mới gì? Mới là mấy ngày? Cũng khoảng có ngày trước hay sao? Nhưng mà thường em thấy nó sẽ tự hết, tại vì em bị nhiều. Ừ. Chị khó chút nha. Cái cục mụn của em, cái nang nó to á. Yeah. Mọc toàn chỗ khó lấy không à. Bạn ghét vô cùng. Trời ơi, chứ ai đâu thích. Bởi vậy chị thấy em rất là giỏi. Tại vì em á chịu khó. Cục mụn nó tròn rồi, tròn.